Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày 18-19 tháng 3, tức là ngày 9-10 tháng 2 âm lịch, huyện Thanh Chương đã long trọng tổ chức lễ hội Đền Bạch Mã năm 2024. Tham dự lễ có các đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, đại diện Sở Du lịch, Ban Quản lý Di tích tỉnh. Ở huyện có các đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trình Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy, trưởng phó các phòng ngành Ủy ban Nhân dân huyện, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Đây là lễ hội có quy mô cấp vùng được tổ chức mỗi năm một lần vào các ngày mùng 9, mùng 10 tháng 2 âm lịch, thu hút rất nhiều du khách. Đền Bạch Mã hiện ở thôn Tân Hà, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương. Đền là nơi thờ tướng quân Văn Đà, người có công lớn giúp Lê Lợi đánh đuổi quân Minh ở thế kỷ 15. Đền Bạch Mã do nhà vua ra chiếu chỉ tạo lập và liệt vào hàng điển lễ quốc tế. Trước đây, lễ hội ở đền do quan triều đình về làm chủ tế. Đền Bạch Mã được đánh giá là một trong bốn ngôi đền đẹp và linh thiêng nhất xứ Nghệ và đã được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia từ năm 1994. Từ năm 2000, ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh và huyện Thanh Chương đã khôi phục lễ hội tổ chức vào các ngày mùng 9, mùng 10 tháng 2 âm lịch và đầu tư trùng tu nâng cấp, mở rộng khuôn viên, mua sắm nhiều đồ tế khí nên hiện đền càng có quy mô lớn và lễ hội năm nay đã thu hút hàng vạn lượt du khách. Với các giá trị văn hóa đặc sắc tiêu biểu, năm 2020, lễ hội Đền Bạch Mã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Theo diễn biến của sự kiện, trước lúc diễn ra các lễ tế thần tại quần thể Đền Bạch Mã chiều ngày 17 tháng 3, tức là ngày 8 tháng 2 âm lịch, các đồng chí lãnh đạo huyện, phòng văn hóa cùng lãnh đạo chính quyền địa phương, hai xã Thanh Long và Võ Liệt đã tổ chức lễ dâng hương dâng hoa tại phần mộ của tướng Phan Đà nằm trên địa bàn xóm Long Biên, xã Thanh Long. Sáng ngày 18 tháng 3, tức là ngày 9 tháng 2 âm lịch, huyện đã tổ chức thi đấu các môn thể thao như bóng chuyền nam, đập niêu, bình xướng, thơ họa và thư pháp. Gian hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm ô cốp, các đặc sản của địa phương. Ở phần hội, môn bóng chuyền năm nay được lựa chọn những đội tuyển vận động viên tiêu biểu đến từ các địa phương đơn vị trong và ngoài huyện, nên đã thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Song song với các hoạt động trên, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm ô cốp của huyện. Đây là các sản phẩm mang tính đặc sản của địa phương, tạo điều kiện cho du khách mua sắm, thưởng thức các sản vật của quê hương Thanh Chương. Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3, các đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng đại diện một số phòng ngành cấp huyện đã về dâng hương dâng hoa tại phủ ngoại ở thôn Minh Tân, xã Võ Liệt để bày tỏ lòng thành kính đối với các bậc cao nhân, tạ ơn công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ thần cũng như để phô trương thanh thế của làng. Chiều ngày 18 tháng 3 là lễ rước Long Ngai Bại Vị của thần Bạch Mã về phủ ngoại, là nơi thờ cha mẹ tướng quân Phan Đà. Đoàn rước đi qua nhiều thôn của xã Võ Liệt trên một quãng đường khoảng 5 km, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Võ Liệt. Khi đi qua các thôn, đoàn đã dựng lại để cán bộ và nhân dân bái tạ. Đây là hoạt động thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và sự tri ân sâu sắc đối với tướng quân Phan Đà, người có công lớn với dân với nước. Đây là nét riêng biệt trong lễ rước thần tại Đền Bạch Mã thể hiện sự tôn kính tri ân của nhân dân đối với ngài. Vào lúc 17 giờ ngày 18 tháng 3, đã diễn ra lễ yết cáo tại đền. Đây là một trong những nghi thức nhằm kính cáo với thần Bạch Mã xin phép mở các hoạt động tiếp theo của lễ hội. Ban tổ chức lễ hội cùng các bậc cao niên trong ban nghi lễ đã thành kính dâng lên thần Bạch Mã chương trình lễ tế thần vào ngày 10 tháng 3. Ngày 19 tháng 3, tức ngày 10 tháng 2, huyện Thanh Chương đã long trọng tổ chức lễ tế thần tại đền. Lễ tế thần Phan Đà diễn ra theo phong tục truyền thống, đầy đủ và trang nghiêm. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị từ đội hành lễ, đội trống nên đã góp phần làm cho buổi lễ diễn ra thành công. Tại buổi lễ, ngoài tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc tới tướng quân Phan Đà và các vị thần linh đã có nhiều công lao đóng góp cho quê hương đất nước, đồng thời mong muốn ngài tiếp tục phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, làm ăn phát triển, nhà nhà ấm no và hạnh phúc. Sau phần tế lễ, đoàn đại biểu của tỉnh, huyện và du khách thập phương về dự lễ đã dâng hương tưởng niệm tướng quân Phan Đà, giữ gìn phát huy giá trị di tích, tổ chức lễ hội truyền thống Đền Bạch Mã là một việc làm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã có công với muôn dân trăm họ, là việc làm thiết thực phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương đất nước, có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Mặt khác, việc khôi phục và phát huy lễ hội Đền Bạch Mã còn là điều kiện để giao lưu hội nhập giữa xã Võ Liệt nói riêng và huyện Thanh Chương nói chung với mọi miền đất nước, góp phần kết nối và thúc đẩy ngành du lịch huyện nhà phát triển.
Như vậy, sau 2 ngày thi đấu khẩn trương và sôi nổi, đến nay các môn thể thao thi đấu tại lễ hội đền Bạch Mã đã kết thúc thành công tốt đẹp. Để lại nhiều ấn tượng nhất là môn bóng chuyền nam, mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa nhưng với tinh thần thể thao vì màu cờ sắc áo. Chiều ngày 19 tháng 3, giải vẫn tiếp tục thi đấu các trận bán kết và chung kết. So với các mùa giải trước, giải bóng chuyền nam năm nay đạt chất lượng cao hơn. Các cầu thủ có chuyên môn cao, thi đấu rất nhiệt tình, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp và hấp dẫn. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho cụm Đích Hào Võ Liệt, giải nhì Rừng Phòng Hộ, đầu giải ba là cụm Đại Đồng và công ty Nông Thủy Sản Nghệ An.